Để tiết kiệm thời gian cũng như giảm bớt sự mệt mỏi cho việc bơm bong bóng, Sắp xin giới thiệu với quý khách hàng máy bơm bong bóng bằng điện. Máy bơm bong bóng có công suất 600W với hai vòi to và hai vòi bé, có thể bơm được nhiều loại bóng khác nhau. Máy bơm bong bóng thích hợp cho các đơn vị tổ chức sự kiện, trang trí sinh nhật, tiệc cưới, chuyên làm cổng bóng. Đặc điểm là tốc độ bơm nhanh, vận hành đơn giản, linh hoạt, bơm được điều khiển bằng công tắc, được chia thành bơm tự động và bơm đẩy. Trọng lượng nhẹ, thiết kế di động, đệm chân chống trượt ở phía dưới, không dễ rơi. Máy bơm bong bóng có hai công tắc on và off. Khi sử dụng công tắc này, máy sẽ bật chạy liên tục. Ngoài ra máy có công tắc chạm là bơm. Nút này rất tiện lợi trong việc để máy vừa bơm bong bóng vừa nghỉ hợp lý và thao tác nhanh chóng. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần để bóng vào vòi màu xanh, rồi nhấn giữ, bóng sẽ được bơm đến khi ngừng theo ý mình mong muốn. Cách này khuyến khích sử dụng, vì máy sẽ được nghỉ ngơi trong thời gian mình buộc bóng. Cách sử dụng quá là đơn giản phải không nào? Cùng xoa lơ kết thành chùm bóng siêu to khổng lồ nha! Ông là la vậy là chúng ta có chùm bóng siêu đẹp để trang trí rồi nè. Xem video chưa hiểu cách dùng thì nhắn cho Sắp hướng dẫn thêm nha.